Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là ở Sam Club đang sale phân nha các bạn, phân bao Potting Mix của hãng Miracle-Gro nha. Nó từ 15 đô mấy chục sen và sụt lại còn 12 đô 98 sen là liren luôn đó nha các bạn, là không có sụt nữa. Thì mình thấy cái giá này là rất là rẻ so với những cái tiệm khác như là Lô, Home Depot với Jaeger nha. Những tiệm đó thì một bao Potting Mix bao màu xanh này thì bán đến giá là 18 đô mấy chục sen tới 19 đô, có tiệm bán tới 20 đô nha các bạn. Nhưng mà rẻ nhất là ở Sam Club bán 15 đô mấy chục sen, nhưng mà nay cuối mùa rồi nên Sam Club sale còn có 12 đô mấy chục sen các bạn. Thì Quỳnh Mai đăng cái clip này lên để cho các bạn xem, ai cần cái phân này thì đi mua nha. Giá này là rất là rẻ rồi, không còn sale nữa nha các bạn. Ở Lô với Home Depot không bao giờ sale cái phân Potting Mix này hết các bạn. Có bán rẻ thì cũng bán Garden Soil chứ không bao giờ bán cái phân Potting Mix này nha các bạn. Và những cái tiệm khác có bán cái bao phân này thì cũng là 50 quạt chứ không phải là 55 quạt nha các bạn. Cái bao này so ra thì mình mua cái trọng lượng của nó nhiều hơn những cái tiệm khác như Jaeger thì cái bao cũng y chang như vậy mà 50 quạt, còn ở đây là 55 quạt nha các bạn, mà giá là 12 đô mấy, quá rẻ luôn các bạn ơi. Các bạn xem rồi thì các bạn có thể chạy ra ở Sam Club gần nhà mình để mua nha. Đó, thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cái tin tức này là mới nhất, hot nhất. Phân này rất là cần nha các bạn. Như là để mình ươm hạt nè, rồi mình trồng những cây quý ở trong chậu như là hoa nào quý thì mình cho nó vô, rồi mãng cầu, rồi thanh long, rồi cam bưởi quýt gì mình cũng cho phân này hết. Phân này nó rất là tốt luôn so với những cái phân của Phốc Farm. Thì Phốc Farm ở nơi Quỳnh Mai ở thì bán tới 24 đô một bao 2 cubic, còn này cũng 2 cubic mấy mà chỉ có 12 đô mấy chục sen các bạn. Đó, thì Phốc Farm khi mà nó sale thì cũng rẻ, nhưng mà mình chưa không có gặp thời cơ mà Phốc Farm sale. Bây giờ mình gặp cái Potting Mix của Miracle-Gro này sale giá này cũng là quá rẻ, nên mình mua về để trồng đồn nha các bạn. Thực chất lúc mà Phốc Farm chưa có sản xuất ra cái bao Happy Frog với lại bao Ocean đó, thì cái phân này là đứng hạng nhất đó các bạn. Potting Mix này là tốt hạng nhất luôn. Nó dễ thoát nước, rồi nó trộn phân tốt vào trong đó, rồi đủ thứ hết các bạn. Phân tăng chậm nè, rồi pit mod nè, rồi đất tốt, sàn ra nhuyễn, rồi nghĩa là mình khui ra mình rồi phờ lai nữa, rồi mình khui ra là mình nhìn thấy là mình biết tốt liền các bạn. Mình bóp một nắm ở trong nắm tay của mình bóp chặt lại, khi mà mình mở tay ra thì cái cục phân đó nó không có thành một cục cứng ngắc mà nó dở ra, thì mình biết là nó tơi xốp các bạn. Đó, thì Quỳnh Mai
mua phân này về để trồng đủ thứ loại hết các bạn. Khi mà mình trồng cây xuống đất mình cũng cần phân này đó các bạn. Trước hết là mình đào lỗ, mình cho cái phân này xuống trước, rồi mình cho cái bone meal, rồi mới tới cái cây, rồi mình cho phân này chung quanh cái bầu đất mà cái cây mình trồng đó các bạn, lên tới trên mặt đất rồi mình mới đổ lên trên là garden soil để giữ ẩm thôi, thì cái cây của mình nó sẽ tươi tốt, nó không có mất sức, nó ra rễ rất là nhanh, cây sẽ lớn mạnh nha các bạn. Đó thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là phân rất là rẻ nha. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi cho các bạn xem những cây mãng cầu của mình trồng từ những cái bao phân như thế này mà nó rất là tươi tốt nha. Những cây hoa hồng cũng vậy các bạn, là mình trồng bằng potting mix này, tại vì mình trồng trong chậu không nha các bạn. Đó thì hôm nay Quỳnh Mai ra lô mua được 10 bao nha, 10 bao, rồi ngày mai mình sẽ trở lại mình mua tiếp 10 bao nữa nha các bạn. Tại vì phân này rất là cần thiết, năm nay mình xài không hết thì mình để dành sang năm nha. Phân tốt thì không bao giờ ế, với lại giá rẻ như thế này thì mình chờ đợi cũng lâu rồi đó nha. Năm nay sale hai lần, lần trước là xem cũng sale rồi, bây giờ là lần cuối cùng trong năm, mình thấy trong tiệm để cũng không nhiều lắm, cũng vài chục bao các bạn, mà mình mua hết 10 bao thì còn lại hai ba chục bao sau đó thì có người tiếp tục mua nữa nha. Phân này danh tiếng đến nỗi ai trồng cây cũng biết nha các bạn. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ cho các bạn xem cái hiệu quả mà mình trồng cây mà bằng phân potting mix này nó tốt như thế nào nha. Đây là những cây mãng cầu của mình trồng bằng phân potting mix, các bạn nhìn thấy là nó lên tốt ghê không, lên cao lá lớn và có cái đọt dương lên cao lên trên trời luôn. Thì cái chiều cao của cây mãng cầu của mình nay cũng cỡ chừng 2 mét nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy lá nó to, ngọn nó nhiều, lá xanh tươi luôn nha. Mùa mùa nóng mà cái lá mãng cầu của mình nó vẫn xanh tươi, nó không có bị vàng mà nó vẫn tiếp tục ra ngọn nha các bạn. Thì các bạn thấy đây là hiệu quả của cái phân Potting Mix Moisture Control của hãng Miracle-Gro nha. Thì các bạn nhìn thấy ở dưới mình trồng đó, cái đất đó có fly rất là nhiều nha các bạn, làm cho đất tươi xốp ở trong chậu, nó không có bị úng nha. Thì mình đang ươm những cây cà chua nè, các bạn nhìn thấy mình cắt cái nhánh cà chua đó, cái nhánh dư thừa đó mình ươm thì nay nó đã lên rồi nha các bạn, nó đã lên thành cái cây rồi. Thì các bạn nhìn thấy coi cái ngọn nó mọc ngọn lên rồi nè, cái này là sẵn sàng mình bỏ xuống đất nha, thì nó đã có rễ rồi các bạn. Thì cái phân potting mix đó rất là tốt nha các bạn, thì đây là hiệu quả đó. Mình cũng ươm, đây là cây bắc tiên nha, đó đây là cây bắc tiên, mình cắt một nhánh rồi mình lấy cái phân potting mix đó mình bỏ vô trong cái chậu, rồi mình dăm cái cành bắc tiên xuống nè các bạn, nay nó đã ra lá non ở trên đầu, chứng tỏ là nó có rễ rồi. Thì đây là cái ni lông trắng nha, thì mình nhìn thấy xuyên qua thì mình thấy nó đã ra rễ trắng trắng ở trong rồi đó các bạn. Thì cái phân potting mix này rất là tốt luôn đó. Cũng như cái cây này, cây nào cũng ra rễ hết rồi các bạn. Đó nó ra đọt non rồi nè. Đó thì Quỳnh Mai chứng thực cho các bạn xem là cái phân potting mix của mình rất là tốt.
có hiệu quả cao nha. Làm mình trồng cây thì cây nó tốt, mình ươm cây thì cây nó ra rễ nha. Đó, cái hai cái cây này là cây hoa cúc nha, mình cũng mới ươm thì nó cũng ra rễ nên lên đọt non rồi nè. Đó, cây mãng cầu này các bạn nhìn thấy mình toàn là trồng bằng potting mix nên có fly rất là nhiều, những chấm trắng trắng đó các bạn. Đó, thì cái phân này rất là tốt. Mình nói để cho các bạn biết nha. Thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Mình mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để mình mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn video kỳ sau.